Xin chào mừng quý anh chị đã theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, ngã ba đường Phạm Văn Đồng và đường Hoàng Quốc Việt, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì Trung Thực Auto sẽ được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị một chiếc xe máy dầu gầm cao của nhà Toyota, sản xuất năm 2020. Và đây chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu form 2021. Điểm đầu tiên ở góc quay này, chúng ta có thể nhìn thấy với những chiếc xe Fortuner phiên bản 2021 được ra đời vào cuối năm 2020 thì được thiết kế và thay đổi mặt ca lăng. Mặt ca lăng của những chiếc xe Fortuner đã được nhận diện đó là với các phần nhựa ở phần mặt ca lăng và với cái đường là lượn sóng. Và với những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu thì quý anh chị có thể nhìn thấy là xe cũng đã được thiết kế với các chi tiết là đường viền mạ chrome, tạo vẻ điểm nhấn ở phần đầu xe cũng như là khỏe khoắn. Và nếu anh chị là lần đầu tiên đến với kênh của Trung Thực Auto, anh chị hãy dành cho kênh một like và một đăng ký kênh để có thể nhận được nhanh nhất và nhiều nhất và cập nhật nhất những chiếc xe mà chúng tôi muốn chào bán và giới thiệu tới quý anh chị trong mỗi khuôn khổ video trên kênh của Trung Thực Auto cũng như là Trung Thực Auto Vua Gầm Cao. Tiếp tục quay trở lại với chiếc xe thì chúng ta có thể nhìn thấy ở chiếc xe 2020 form dáng 2021 thì những chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu cũng đã được trang bị cho mình những tính năng an toàn, đó chính là hệ thống cảm biến. Như vậy là so với cả phiên bản trước đó thì chiếc xe Toyota Fortuner này đã được nâng cấp lên với 4 cảm biến. Vâng, đó là 4 cảm biến góc và vẫn giữ nguyên là 2 cảm biến lùi. Còn về cụm đèn pha thì sao? Về cụm đèn pha thì chúng ta có thể nhìn thấy xe đã được thay đổi, đó là cường độ ánh sáng. Ở đây ánh sáng của những xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động đã được sử dụng, đó là bóng đèn LED và đó là kiểu bóng chiếu projector, và đây là bi LED. Và điều này chúng ta có thể nhìn thấy là trên mỗi chiếc xe của Toyota họ nhấn mạnh đó là công nghệ cũng như là hệ thống chiếu sáng, đó là beam LED rất rõ ràng, như một lời khẳng định rằng về hệ thống chiếu sáng của những chiếc xe Toyota Fortuner này cực kỳ tốt. Và điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể tự tin để di chuyển trong điều kiện là đường xá trời tối, đúng không ạ? Và một điểm nữa thì với những xe Toyota Fortuner máy dầu này cũng đã có là điều chỉnh góc chiếu đối với cả hệ thống đèn cốp, với là chỉnh tay 5 góc độ và cũng giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh ánh sáng, giúp cho người đi đường không bị ngược sáng, đúng không ạ? Bị chói trong quá trình di chuyển. Điểm nữa là chúng ta có thể nhìn thấy là đèn gầm cũng đã được thiết kế là nhỏ hơn và tinh tế hơn, cũng như là đèn vị trí và đèn sinh nhan đã được bố trí ở phía bên dưới của phần cản trước. Xét một cách tổng thể thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phần đầu xe của những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2021 được thiết kế là trẻ trung hơn và thể thao hơn. Còn ở phần hông xe thì so với đấy, vâng, với những bản nâng cấp thì Toyota Fortuner vẫn giữ nguyên, đó là về form dáng cũng như là về la răng. La răng thì vẫn đang sử dụng là la răng đúc, của đường kính la răng là 17 inch. Độ rộng mặt lốp của những chiếc xe Toyota Fortuner lên tới là 265mm, kết hợp với cả hệ thống là cân bằng điện tử cũng như hệ thống các hệ thống an toàn khác như hệ thống chống bỏ cứng phanh hay là hệ thống là cân phân phối lực phanh điện tử cũng như là hệ thống phanh đĩa 4 bánh đã được là hệ thống phanh đĩa thông gió trên cả 4 bánh, giúp cho những chiếc xe Toyota Fortuner vận hành ổn định cũng như là an toàn, kể cả trong điều kiện chúng ta di chuyển ở trên những cung đường là cao tốc. Ở phần hông xe thì chúng ta có thể nhìn thấy là xe cũng đã được trang bị là bậc lên xuống. Và với việc sử dụng những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị sẽ được thừa hưởng các chi tiết đã được chủ cũ trang bị thêm. Chẳng hạn như trên chiếc xe này, đó chính là hõm tay cửa mạ chrome, rồi là vè che mưa, phim dán kính, cách nhiệt. Tất cả những điều này sẽ đem đến cho quý anh chị là sự tiện ích. Và với mỗi một chiếc xe mà đi ra khỏi cửa hàng của Trung Thực Auto thì chúng ta sẽ chỉ cần là mang về để sử dụng được ngay. Và với chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chiếc xe còn đã được là chủ cũ độ lại, đó chính là tính năng auto. Sẽ là trong trường hợp chúng ta là đóng mở cửa xe sử dụng thông qua chìa khóa thông minh thì là gương sẽ tự động là đóng mở cho phù hợp trong quá trình sử dụng của chúng ta. Và với những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động thì đã được trang bị đó là chìa khóa thông minh, và chúng ta có thể đóng mở cửa từ vị trí cửa người lái cũng như là hành khách phía đằng trước. Xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển ở phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì chúng ta có thể nhìn thấy thì xe cũng vẫn giữ nguyên là form dáng như những chiếc xe của 2020. Như vậy xét về tổng thể với những chiếc xe Toyota Fortuner form 2021 thì chúng ta nhận thấy đó là sự thay đổi đáng kể, và chủ yếu đó là ở phần là đầu xe, ở phần đuôi xe, hông xe thì vẫn là giữ nguyên. Xe cũng có cánh hướng gió, rồi là cũng như là hệ thống đèn báo phanh trên cao, thanh nẹp biển số là mạ chrome. Và một điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý anh chị đó chính là hệ thống cảm biến.
xe đã có được là tới 6 cảm biến với 4 cảm biến góc và 2 cảm biến lùi. So với thế hệ trước thì thế hệ trước sẽ chỉ được trang bị đó là 2 cảm biến lùi. Camera báo lùi cũng đã được trang bị và đây là trang bị theo xe. Cốp của chiếc xe này thì chưa phải là cốp mở điện, đúng không? Và đây chính là không gian khoang chứa đồ của những chiếc xe Toyota Fortuner. Và trong rất nhiều những sản phẩm mà chúng tôi đã giới thiệu và chào bán trên kênh của Trung Thực Auto thì quý anh chị có thể nhìn thấy là đây là kiểu thiết kế là truyền thống về cách gập ghế cũng như là bố trí ghế ngồi của trên những chiếc xe Toyota Fortuner hay những chiếc xe là Innova, đúng không? Hệ thống điều hòa thì chúng ta có thể nhìn thấy là xe sử dụng là hệ thống điều hòa là tự động cả trước lẫn sau, và đây là hai dàn lạnh độc lập với các cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi, cũng như là với cơ chế gập ghế một chạm và điểm định vị ghế ở hàng ghế cuối cùng gần, rất gần với cả bao đờ sốc phía sau, giúp cho việc chúng ta định vị ghế xe là trở nên là dễ dàng hơn, cũng như là việc ra vào hàng ghế thứ ba cũng là trở nên tiện hơn và nhanh hơn, đúng không ạ? Và Trung Thực Auto thì luôn luôn mở cửa để chào đón quý anh chị tới tham quan showroom có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt kể cả là tối muộn. Không những vậy thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích quý anh chị là trước khi quyết định là mua xe tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích quý anh chị là mình có thể là mình mang xe đến các đại lý chính hãng cũng như là các gara mà mình tin tưởng để mình có thể kiểm tra đánh giá chất lượng xe một lần nữa trước khi là quyết định xuống tiền. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào khu vực không gian khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu. Và chúng ta có thể nhìn thấy với những chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu form dáng 2021 ở phiên bản số tự động thì ngoài việc là thay đổi sự nhận diện ở phần đầu xe thì chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi ở khu vực không gian khoang nội thất. Đầu tiên đó chính là hệ thống ghế da được trang bị ở đây, đó là màu đen. Ghế lái cũng như là ghế hành khách đều được trang bị tính năng đó là điều chỉnh điện. Tay lái thì đã được là trang bị là bọc da ốp gỗ, hoặc ốp gỗ tích hợp các phím bấm ở trên vô lăng giúp chúng ta có thể là điều chỉnh hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay hay như là điều khiển bằng giọng nói, cũng như là các phím bấm để chúng ta có thể là quan sát và kiểm soát các hệ thống thông tin ở trên màn hình hiển thị đa thông tin. Cũng như ở trên màn hình hiển thị đa thông tin của chiếc xe Toyota Fortuner này cũng được thiết kế là to hơn và cho chúng ta biết được là góc đặt của bánh xe đối với hai bánh trước. Điều này cũng sẽ rất là thuận tiện cho chúng ta trong quá trình là chúng ta đỗ xe để chúng ta biết rằng là hai bánh xe của chúng ta đang ở vị trí nào, đã thẳng chưa. Một cái tính năng mà chúng tôi cũng đánh giá là khá hay ở trên chiếc xe Toyota Fortuner này. Và với khả năng vận hành của những chiếc xe Toyota Fortuner sử dụng phiên bản máy dầu tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ cùng với hộp số tự động 6 cấp kết hợp với cả là được trang bị thêm là hai cơ chế hoạt động với là hai cơ chế vận hành đó là Eco Mode và Power Mode, giúp cho chiếc xe Toyota Fortuner này trở nên là vận hành là linh hoạt ở trên nhiều địa hình, kết hợp với lấy chuyển số trên vô lăng tạo ra cho chúng ta những cảm giác lái như là thể thao, đúng không ạ? Cũng như là sự tiện lợi khi được bố trí ở vị trí này. Và một điểm nữa chúng ta có thể nhìn thấy điều hòa ở trên chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động đã được trang bị đó là thay thế bằng hệ thống là điều hòa tự động, không còn là chỉnh tay như thế hệ trước đó nữa. Màn hình DVD và gương tự động chống chói ở trong xe, đó chính là những tiện ích mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về không gian khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner. Hay như là chìa khóa không còn là chìa khóa cơ mà được trang bị đó là chìa khóa thông minh. Đây là các tính năng là được trang bị theo xe, cũng như là Cruise Control là trang bị theo xe. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy Toyota đã tập trung nhiều hơn vào sự phát triển sản phẩm, vào việc là tăng gia tăng cái tiện ích cho những chiếc xe trong những thời gian gần đây, giúp cho khách hàng cảm thấy yêu mến Toyota ở sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là hệ thống đại lý trải rộng trên toàn quốc. Mà bên cạnh đó nữa đó là sự tự hào khi sở hữu những chiếc xe Toyota. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần là khu vực không gian khoang động cơ. Động cơ, hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về tính nguyên bản, chưa tháo dỡ cũng như là chưa đại tu với mỗi một chiếc xe được bán ra. Và đây chính là không gian khoang động cơ của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu. Xe sử dụng là động cơ có dung tích xi lanh là 2.4 lít và xe đã lăn bánh được là 3,5 vạn. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị hai điều. Thứ nhất đó là về chất lượng, đó là chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu, khung gầm, sắt xi, không ngập nước. Và đó là những chiếc xe minh bạch về mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không hoàn nguội. Tất cả những điều trên thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Không những vậy, với việc sử dụng những chiếc xe đã qua sử dụng tại cảng của Trung Thực Auto, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những gói vay tài chính lên tới 70% với mức lãi suất ưu đãi đến từ các ngân hàng đối tác của Trung Thực Auto. Thủ tục như thế nào, cần chuẩn bị những gì,
anh chị hãy liên hệ ngay để nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn giúp cho anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý với khoản đầu tư hợp lý. Và 1 tỷ 115 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động một cầu sản xuất năm 2020, form dáng 2021. Chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân, một chủ từ đầu và mang biển Hà Nội. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt để lái thử cũng như là trải nghiệm về chiếc xe Toyota Fortuner mà Trung Thực Auto đang giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khổ video ngày hôm nay, cũng như những chiếc xe gầm cao đang có mặt tại Trung Thực Auto. Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ Trung Thực Auto trong suốt thời gian qua, cũng như anh chị đã xem hết video này. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.